Lại có thêm một vụ nợ phạt lớn đối với một ngân hàng. Lần này ngân hàng UBS của Thụy Sĩ phải trả 1,1 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la cho giới chức Pháp. Đây là mức phạt để dàn xếp cáo buộc UBS giúp các khách hàng người Pháp giàu có trốn thuế. Về phía UBS, ngân hàng Thụy Sĩ này không đồng tình với mức phạt, cho rằng đây là một sai lầm của văn phòng công tố viên và UBS sẽ kháng cáo. Tuy vậy, nhiều khả năng UBS còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác trong đợt điều tra của Pháp liên quan đến giao dịch tiền tệ và tỷ giá hối đoái. Nhiều chuyên gia dự đoán UBS có thể sẽ phải nộp phạt tới 8 tỷ đô la và UBS sẽ không phải là ngân hàng duy nhất nộp phạt trong cuộc điều tra này. Chúng ta không thể biết được ngân hàng nào sẽ tiếp tục nằm trong tầm ngắm của giới chức ngân hàng. Chúng ta cũng không biết được mức phạt lớn đến đâu. Chẳng hạn, không ai chắc chắn được là BNB phải trả 7 tỷ đô la khi mức phạt ban đầu chỉ có 500 triệu. Vấn đề là chúng ta phải nhìn vào quy mô và tầm cỡ của ngân hàng. Ngân hàng càng lớn thì mức phạt càng lớn, và nó còn phụ thuộc vào thời gian diễn ra những hành vi sai lầm. Các ngân hàng đang rút ráo rà soát lại hoạt động giao dịch từ trước tới nay để tránh bị giới chức các nước sợ gáy, nhưng chắc chắn sẽ không thể che mắt được những cuộc điều tra khắt khe nhằm vào ngành tài chính toàn cầu.